Nhưng mà cửa này gài rồi lại không được phá. Là sao? Vậy thì phải thuyết phục tỷ ấy để tỷ ấy tự mở cửa. Vậy thì nói đi. Vậy có câu nói là gì nè? Người thắt chuông thì phải tháo chuông. Muốn tháo được nút thắt này thì phải cần tới người thắt nút. Ai? Ai đã thắt cái nút này? Hả? Các ngươi nói là cái nút thắt này là trẫm thắt lại sao? Có phải không? Bệ hạ thánh minh. Nhưng bây giờ Ngọc Hoàng đang rất giận, trẫm sợ nói gì cũng vô ích thôi. Bệ hạ thánh minh. Cho nên ý của trẫm là các ngươi cứ tháo nút ra trước, khi nào tháo không được thì trẫm sẽ đích thân tháo tiếp. Aman, ngươi trước. Ngươi. Nếu ngươi vào đó được, còn giữ đường Ngọc Hoàng, trẫm hứa với ngươi, thử ngươi kim bài miễn chết, sau này dù ngươi phạm tội chết, trẫm cũng không giết ngươi. Mắc mớ gì A-man phạm tội chết bộ điên sao? Hơn nữa, không phải A-man không muốn vào giữ Ngọc Hoàng tỷ tỷ, mà vì gần đây A-man vì bệ hạ đã giấu giếm tỷ ấy. Tỷ ấy hận A-man lắm, đặc biệt là A-man và tỷ ấy còn là tỷ muội, cũng như là bán đứng tỷ ấy vậy đó, tỷ ấy nhất định không để cho A-man vào đâu. Nhưng mà bây giờ ngoài ngươi ra không có ai có thể làm được chuyện này. Bệ hạ, người đang làm khó A-man đó sao? Trọng chính là muốn làm khó ngươi. Ngươi mau nói đi, để Ngọc Hoàng mở cửa ra cho ngươi vào. Hoàng huynh. Ngọc Hoàng tỷ tỷ, mở cửa đi, muội là A-man nè. Đã nói là vô ích rồi mà. Tiếp tục nói. Nói. Ngọc Hoàng tỷ tỷ, muội cho tỷ biết, thời gian trước muội đúng là đã làm sai rồi. Muội vì bệ hạ mà giấu giếm tỷ là muội không đúng. Nhưng muội cũng chỉ muốn tốt cho tỷ thôi. Lúc đó muội nghĩ lão ông và bệ hạ, cả hoàng cô nữa, họ làm như vậy đều là vì yêu quý tỷ thôi. Cho nên A-man mới làm theo họ, giấu giếm tỷ trước, sau đó mới từ từ giải thích với tỷ. Ngọc Hoàng tỷ tỷ à, tỷ có nghe muội nói không? Đã nói rồi đó, vô ích thôi. Trời ơi, A-man cô nương, thử lại đi. Hả? Thử lại đi. Muội biết, chắc chắn trong lòng tỷ đang nghĩ A-man muội là chó bắt chuột ưa lo chuyện bao đồng. Nhưng muội cảm thấy đây không phải là chuyện bao đồng, đây là đại sự cả đời của Ngọc Hoàng tỷ tỷ, cho nên muội mới lo. Ngọc Hoàng tỷ tỷ à, tỷ không thể tha thứ cho A-man thật sao? Tỷ hãy nghĩ tới tình cảm của chúng ta năm xưa leo cây hồng hái trái. Có lần nào muội không hái cho tỷ ăn trước? Còn nữa, ở Thọ Dương phủ, khi Thọ Dương gia ăn hiếp tỷ, cũng là muội đứng cản phía trước cho tỷ mà. Tỷ hãy nể tình muội, mở cửa ra cho A-man vào có được không? Sau khi vào rồi, tỷ muốn đánh muốn chửi, muội đều chịu hết, muội không làm cho tỷ giận nữa đâu. Đã nói tới mức độ đó rồi, đúng là vô ích thôi. Thử lại đi. Ngọc Hoàng tỷ tỷ à, tỷ không thể tha thứ cho A-man thật sao? Vậy thì tỷ đừng tha thứ nữa. Hôm nay A-man ta mới biết ta làm người thật là vô dụng. Nhưng từ nhỏ muội đã không cha không mẹ, từ khi gặp được tỷ, muội mới cảm thấy có được một người thân nên đã đi theo tỷ. Nếu tỷ đã mặc kệ A-man rồi thì A-man sống còn ý nghĩa gì nữa? Chi bằng đập đầu chết cho xong. Tỷ cũng không cần lo liệu cho muội, dù gì A-man cũng là đứa trẻ ngoan. Tỷ cứ đem thi thể của A-man băm nát ra, dứt sâu vào rừng sâu nuôi sói đi. Được rồi, muội không có nói nhiều nữa, dù sao muội nói cũng vô dụng. Hoàng cô, người tránh ra chỗ khác đi, tuyệt đối đừng có cản ta nữa mà. Muội đi đây. A-man, muội đi đây. A-man,
Aman, cô đang làm gì vậy? Aman! Một mình Aman vào thôi. Phải rồi, vậy trẫm khoan hãy vào. Ngươi vào đi, ngươi vào. Aman, ngươi vào trước đi. Lực sĩ vất vả cả ngày nay, chắc Ngọc Hoàng đói rồi, mau truyền tiễn. Tuân chỉ. Sao rồi Aman? Aman, mau nói đi. Nói đi. Không thể nói được. Sao vậy? Tỷ ấy hình như hơi lú lẫn. Hả? Mọi người nghĩ đi, Tam Lan và bệ hạ vốn dĩ là một người, tỷ ấy cũng biết rồi. Nhưng mà tỷ ấy nói chuyện với ta, vẫn là lúc thì Tam Lan, lúc thì bệ hạ, lẫn lộn lung tung, hình như không hề phân biệt được ai là ai hết. Mọi người nói coi, có phải tỷ ấy từ Ly Sơn chạy ra Thái Chân Sơn, đường quá xa xôi, chạy tới loạn trí luôn rồi. Sao có thể chứ? Aman còn nhớ, ở quê nhà Aman có một người nữ như vậy. Bà ta vốn có tướng công, nhưng sau đó tướng công đi ra bên ngoài, có người báo tin về, nói đi trên đường té chết rồi. Người nữ đó không có chỗ nương tựa, đành phải tái giá. Ai ngờ tướng công cũ của bà ta lại trở về. Tướng công sao liền không hài lòng cho người kia đòi lại nương tử của mình. Hai năm nhân bế tắc liền động tới đao kiếm. Mọi người đoán xem rồi sao nữa? Người đàn bà đó đột nhiên phát điên. Bà ta kêu người này là tướng công, người kia cũng là tướng công, ngủ với người này rồi phải ngủ với người kia. Hai người nam đó bế tắc, nhưng mà cũng đành sống như vậy thôi. Không thể so sánh vậy. Bà ta là có hai người nam thật, nhưng Ngọc Hoàng thì chỉ đối diện một mình trẫm. Bệ hạ đúng là hồ đồ rồi. Ngọc Hoàng tỷ tỷ đâu phải đối diện với một mình bệ hạ. Vậy thì mấy người? Bệ hạ là một người, Tam Lan là một người, ở Thọ Dương phủ còn có một người nữa, ít nhất là ba người. Ba người? Tỷ ấy lú lẫn là còn đỡ đó, giống như người nữ ở quê nhà Aman, ngủ với người này rồi ngủ với người kia. Nói bậy. Aman, thật ra người nữ đó rất tỉnh táo. Có điều bà ta đối diện với hai tướng công, vấn đề không thể giải quyết được, cho nên đành phải giả bộ điên khùng thôi. Thật sao? Nhưng về phía trẫm, không có chuyện gì không giải quyết được. Phải, nhưng có nhiều khi đối diện với cùng một sự việc, đặc biệt liên quan tới tình cảm, nam nhân có thể dứt khoát ngay được, nhưng mà nữ nhân thì luôn dùng dằn không dứt. Bẩm đạo trưởng, Thái Chân Phi muốn ăn cơm. Đói rồi. Được, lực sĩ truyền thiện. Tuân chỉ. Lão ông, thông báo Ngự Thiện Phòng dân thiện cho Thái Chân Phi. Dạ. Nè, đem bảo bối này dùng chung với Ngự Thiện để bồi bổ cho Thái Chân Phi nha. Dạ. Đây là món để cân bằng âm dương hả? Dùng lâu dài rất có lợi cho sức khỏe, tinh thần phấn chấn, bổ máu luyện âm. Thái Chân Phi dùng rất thích hợp, cho nên phải làm cho tốt. Lão ông, ngài ngang bằng với Thái Y luôn rồi. Người hầu hạ tốt Thái Chân Phi chính là hầu hạ tốt Hoàng thượng. Dạ. Mau đi đi. Dạ. Mời Thái Chân Phi dùng bữa. Ngọc Hoàng tỷ tỷ à, không phải tỷ nói muốn ăn cơm sao? Mau mở cửa đi. Aman hiểu rồi. Cơm tới rồi, Ngọc Hoàng tỷ tỷ, ăn cơm thôi. Mau, mau vào. Vậy là sao? Vậy bà còn chưa rõ sao? Tỷ ấy còn giận bệ hạ, cho nên Ngự Thiện từ hoàng cung tới, tỷ ấy không ăn đâu. Món ăn đều như nhau, chỉ có tên gọi khác thôi mà.
Bẩm bệ hạ, Thái Chất Phi nói mời Tam Lang cùng vào dùng buổi tối. Ừ, được, tốt. Tốt, tốt lắm, tốt lắm. Ngọc Hoàng, trẫm tới đây. Tại sao vậy? Tam Lang và bệ hạ tên gọi cũng khác nhau đó. Ngọc Hoàng tỷ tỷ, Tam Lang tới rồi. Mời vào. Tam Lang, nửa ngày không gặp, dài như ba thu. Ngọc Hoàng đồng cảm. Quần sơn lộ ghi nguyệt, thanh quan chính phi cung. Bàn sự tiệc này, Ngọc Hoàng mượn qua kính Phật, mời Tam Lang bàn bạc một chuyện. Mời Tam Lang ngồi. À, được, được, được. Hôm trước Ngọc Hoàng đã đưa nhạc phổ, nhờ Tam Lang dâng lên bệ hạ. Hôm nay bệ hạ ban thưởng Ngọc Hoàng tới ôn tuyển cung Ly Sơn. Được, được, được. Ngọc Hoàng là con dâu của bệ hạ, trước đó chưa từng được gặp bệ hạ. À, phải đó, hình như đúng như vậy. Ờ, cũng không phải. Nhưng trong lúc Ngọc Hoàng đang tắm, đột nhiên Vũ Hoàng xuất hiện trước mặt Nhi Tức. À, Ngọc Hoàng à, ông ta vốn dĩ là... Ngài nói, trong tình cảnh này, Ngọc Hoàng biết phải làm sao? Ừ. À, phải. Đúng là có chút khó xử. Nhưng mà hoàng đế vốn dĩ là Tam Lang. Tuy Ngọc Hoàng nghĩ là phụ hoàng chỉ vô tình mà tới, nhưng cha chồng và con dâu có luân thường ngăn cách, sao có thể vượt qua được. Cho nên hôm nay Ngọc Hoàng mời Tam Lang tới đây, muốn xin Tam Lang cũng một suy nghĩ với Ngọc Hoàng, bẩm với phụ hoàng. Sau này Ngọc Hoàng xin theo khuôn phép, không dám vượt quá một bước. Để tránh làm trò cười cho người đời, phụ hoàng cũng khó thu xếp. Không biết lời Ngọc Hoàng thỉnh cầu có làm Tam Lang khó xử không? Ngọc Hoàng, Tam Lang che giấu thân phận, cùng là một người với bệ hạ. Sự thật này nàng vẫn không thể chấp nhận được sao? Tam Lang nói đùa rồi, chuyện đó không thể nào xảy ra được. Là thật đó. Năm đó bên bờ hồ Uyển Ước của Lê Kiên, Ngọc Hoàng tự bắt Tam Lang lập lời thề, ngài còn nhớ không? Phải, đúng là từng thề. Còn là lời thề độc. Đối với mặt trăng, Tam Lang đã thề, nếu Tam Lang là đương kim bệ hạ thì không phải người, là súc sinh. Lời thề như vậy sao có thể coi là trò đùa? Đúng là trò đùa thôi mà. Tại sao? Lúc đó trong lúc gấp rút, ta nói trăng trong hồ Uyển Ước còn tròn hơn trăng trên trời nữa. Vậy thì sao? Trăng trong nước đâu phải là trăng thật. Nói như vậy, lời thề của Tam Lang không được tính sao? Không thể tính được. Vậy nghĩa là dối gạt Ngọc Hoàng. Sao có thể nói là dối gạt được chứ? Đã là dối gạt thì người hôm đó Ngọc Hoàng gặp mặt không phải là Tam Lang mà là bệ hạ. Đúng vậy. Nhưng mà bệ hạ quân bất hí ngôn. Đương nhiên rồi, lời của thánh thượng chính là thánh chỉ, sao có thể là lời nói đùa được. Lời thề đó đã không được tính mà còn là trò lường gạt, vậy có nghĩa là đương kim bệ hạ không chỉ có những lời nói đùa mà
còn dùng lời nói đùa đó trêu ghẹo con dâu của người. Ngọc Hoàng à, nàng không thể nói như vậy. Nàng nghe trẫm nói cái đã. Nàng ngài nói là trẫm phải. Trẫm chính là Tam Lan, Tam Lan cũng chính là trẫm. Xin bệ hạ làm chủ con Nhi Tức. Ngọc Hoàng à, nàng thật là. Nhi Tức hiểu hết rồi. Từ khi Lý Tam Lan ở Lê Viên vô tình gặp con. Dạ, nhưng lúc đó nàng vẫn chưa là con dâu của trẫm mà. Đã bắt đầu lừa gạt, lấy lý do muốn Ngọc Hoàng vào Lê Viên dạy tỳ bà, gạt Ngọc Hoàng vào đó để gặp gỡ riêng tư. Chuyện đó đâu phải gọi là gạt được mà. Ngọc Hoàng tuy chưa vượt giới hạn nhưng đã xem Lý Tam Lan là tri âm từ lâu. Theo luân thường thế gian, Ngọc Hoàng về tình là không thể tha, đã là có tội. Xin bệ hạ nghiêm trị Nhi Tức. Ngọc Hoàng à, nàng đừng như vậy. Nàng đừng như vậy. Nàng đừng có như vậy mà. Cho dù phụ hoàng không trừng phạt Nhi Tức, Nhi Tức cũng không thể tha thứ cho mình. Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Ngọc Hoàng đã được gả vào Thọ Dư phủ thì đã là người của Thọ Dư phủ. Nè Ngọc Hoàng à, nàng đâu cần phải làm như vậy. Ngọc Hoàng tới đạo quán này là vì mẹ chồng mình tu đạo cầu phúc. 100 ngày sau, Ngọc Hoàng sẽ quay trở lại Thọ Dư phủ, đem thân tội lỗi tới nhận tội với Dương gia như trước đó. Sẽ đuổi A Man đi. Ngọc Hoàng sẽ không tiếp xúc với ai nữa. Xin phụ hoàng hãy tin Nhi Tức. Ngọc Hoàng nàng ấy quả nhiên là dùng dằn không dứt được. A Man đã nói rồi mà. Là điên hay ngốc? Cậu có thể cứu được không? Không điên không ngốc. Chỉ trách Tam Lan gạt nàng ấy. Thỉnh cầu phụ hoàng tha cho nàng ấy. Tốt rồi, chứng tỏ Ngọc Hoàng tỷ tỷ đã chấp nhận bệ hạ. Là lấy thân phận của con dâu chấp nhận phụ hoàng của mình. Nhưng mà tỷ ấy lại từ bỏ Lý Tam Lan. Khó khăn lắm mới có tình cảm với nhau. Chỉ trong phút chốc nước chảy qua trôi. Bệ hạ lại sai rồi. Hồi nãy trẫm chính tai nghe nàng ấy nói mà. Đừng bao giờ tin lời của nữ nhân. Vậy trẫm nên tin vào cái gì? Tin vào cảm giác của chính bệ hạ. Tin vào lời A Man đã nói. Một khi nữ nhân đã nảy sinh tình cảm với nam nhân của mình thì sẽ không thay lòng. Nữ nhân nào cũng vậy hết. Và cả Ngọc Hoàng tỷ tỷ lại càng như vậy. Nhưng hồi nãy Ngọc Hoàng chỉ đông nói tây với trẫm. Đó là vì tỷ ấy chưa thoát được sự ngạc nhiên vì bệ hạ biến thân. Không phải trẫm đã biến lại rồi sao? Trước đây Ngọc Hoàng tỷ tỷ đã quá nặng tình rồi. Bây giờ tỷ ấy vẫn còn trong giấc mộng. Bệ hạ đột nhiên nói với tỷ ấy nàng tỉnh dậy đi, nàng nằm mơ đó. Tỷ ấy có thể tỉnh lại trong giấc mơ ngay được sao? Người cũng phải cho tỷ ấy chút thời gian chứ. Ngọc Hoàng. Đại quyền cuồn cuộn, tiểu quyền réo rắt. Hai người nói ta không nói theo được, nhưng mà A Man nghe trong lòng cũng rất buồn. Tam quyền ai quán, tứ quyền như xé lụa. Thọ Dương phi hình như đang muốn nói với ai điều gì đó. Nhưng mà tỷ ấy có thể nói được với ai chứ? Từ nhỏ tỷ ấy đã mất cha mẹ ruột rồi. A Man, những ngày sau này chúng ta e là không làm gì được. Cô là tỷ muội tốt của muội ấy, cô nhớ giúp cổ nha. Cần gì phải nói chứ. Nhưng mà ta biết bây giờ Ngọc Hoàng tỷ tỷ đang gặp phải rào cản lớn, trong lòng đang lo lắng rối bời nhưng lại không thể bước qua được. Cho nên tỷ ấy mới khổ, là khổ ở trong lòng đó. Nhưng ta vẫn cảm thấy rào cản này tỷ ấy có thể vượt qua, mà người khác không được giúp cũng không thể giúp. A Man, tìm cơ hội nói với Ngọc Hoàng. Cứ nói là trẫm nói. Nếu nàng ấy có thể vượt qua rào cản này, trẫm nhất định đối tốt với nàng ấy. Trẫm là thiên tử. Nếu trẫm cho nàng ấy điều tốt, nhất định sẽ là điều tốt rất lớn.
Tịnh Trung, hắn là ai vậy? Nghe nói là giám chính ngự mã giám. Là nuôi ngựa sao? Nhưng hắn nói chuyện hắn sắp nói ra chủ tử nhất định muốn nghe. Hắn nói tới sách sao? Nghe ý hắn nói, chuyện hắn muốn nói hình như có liên quan tới Thái Chân Phi. Cho hắn vào đi. Dạ. Vào đi. Nô tài Lý Tịnh Trung xin thỉnh an Mai Phi nương nương. Nương nương thiền tuế, thiền tuế, thiền, thiền tuế. Ngươi nói quá rồi, ta vẫn chưa phải là nương nương. Nô tài đang cá cược. Cược? Cược là Mai chủ tử sẽ nhanh chóng trở thành chủ hậu cung. Ngươi biết cũng không ít đó. Có rất nhiều chuyện nô tài biết nhưng mà Mai chủ tử không biết. Hả? Chẳng hạn như Huệ Phi nương nương mất rồi, vị trí chủ của hậu cung này vốn dĩ phải là Mai chủ tử. Nhưng chuyện đó đã qua hơn một năm, bệ hạ hình như vẫn chưa có ý muốn cho hậu cung có chủ. Đó là gì? Tại sao ngươi nói chuyện này với ta? Là vì nô tài muốn tìm chỗ dựa ở hậu cung, nhưng nhìn tới nhìn lui chỉ có nương nương là chỗ dựa vững chắc nhất. Nếu ta không muốn cho ngươi dựa thì sao? Chuyện này nô tài cũng có nghĩ tới rồi. Hồi nãy nô tài nói, nô tài có rất nhiều chuyện nương nương không biết. Những chuyện đó đối với nương nương liên quan tới tánh mạng. Cũng ghê gớm thật. Xin chủ nhân tiếp nhận nô tài. Nô tài xin được hầu hạ trung thành tới chết. Thôi được, sau này ngươi đi theo ta đi. Đa tạ chủ nhân. Ngươi là người của ngự mã giám, sau này tới chỗ của ta đừng để cho người ngoài biết được. Nô tài biết rồi, nô tài nhất định làm việc theo lời của chủ nhân. Vậy thì ngươi nói đi. Dạ. Nô tài vừa mới nói bệ hạ kéo dài không giao hậu cung cho chủ nhân là
vì đã tới một kẻ ngang đường. Ả họ Dương, tên là Ngọc Hoàng, vốn là Thọ Dương Phi, nhưng đột nhiên trở thành Thái Chân Phi, tí của đương kim bệ hạ. Dù cho kẻ ngốc cũng nhìn ra được. Ngươi còn biết được gì nữa không? Nô tài biết mọi chuyện liên quan tới Thái Chân Phi, bởi vì cánh tay đứt này của nô tài chính là của ả ban cho. Chuyện này thì ngươi nói bậy rồi. Chuyện này ta biết, cánh tay của người là thái tử đã chết chém đứt thôi. Đó chỉ là hậu quả, còn có nguyên nhân. Xin chủ nhân nghe nô tài kể lại tường tận. Thái Chân Phi còn có cha mẹ ruột nữa à? Nhưng mà chuyện này ả đang che giấu. Đây chính là tội khi quân. Còn có Lý Thái Bạch, hắn là nhà thơ lớn của đại đường ta, hắn là ân nhân của Thái Chân Phi hồi còn nhỏ. Nô tài cũng nhờ Lý Bạch ban cho mới phải mang thân là nô tài. Còn là tình nhân của ả khi trưởng thành nữa. Nô tài đã chính mắt nhìn thấy hai người họ xưng hô rất thân mật. Nhưng chuyện bây giờ lại là chuyện khác rồi. Một chuyện thì vô dụng, chuyện còn lại thì không dùng được. Xin chủ nhân chỉ dạy. Chuyện về cha mẹ ruột của Thái Chân Phi, dù cho bệ hạ có biết chăng nữa, em là cũng không trách tội ả. Đừng nói là giấu giếm chỉ là chuyện đó. Cho dù Thái Chân Phi từng phóng hỏa giết người, bệ hạ muốn có ả thì vẫn sẽ có ả thôi. Cho nên chuyện này với người khác có thể bị chặt đầu, với Thái Chân Phi không chừng bệ hạ còn cảm thấy rất thú vị nữa. Vậy còn chuyện ả vượt qua giới hạn, theo ta thấy đó là chuyện trước khi Thái Chân Phi được gả vào Thọ Dương phủ, cũng chẳng có gì to tát. Nhưng nếu như chúng ta biết lợi dụng chuyện này, nói cho thành lớn, thành cho ghê gớm, thành không sạch sẽ, và ta biết Lý Bạch hắn ta đi khắp thiên hạ, nếu muốn bắt gian dâm thì hắn ta phải ở đây thì mới bắt được gian tình của bọn họ. Nếu người muốn du quan cho hắn ta thì cũng phải có người có gian tình ở đó. Cho nên ta mới nói chuyện này không thể dùng được. Dạ, nô tài, nô tài có hơi nôn nóng một chút. Thật ra mục đích của ta rất đơn giản. Ta đã trải qua trong hậu cung này bao nhiêu năm, khó khăn lắm mới có được cơ hội. Sao ta có thể để cơ hội này bị kẻ khác từ đâu xông tới cướp mất kia chứ? Nô tài hiểu rồi. Chuyện cần làm gấp chính là phải ngăn Thái Chân Phi ở ngoài cung, không được để ả tiến cung. Chuyện này tuy là khó làm mà cũng dễ làm. Xin chủ nhân cứ chỉ dạy. Để ả tiến cung hay không để ả tiến cung quan trọng là ở bệ hạ. Dạ. Trước đây ta đem hết hy vọng đặt trên người Thọ Dương gia. Thái Chân Phi dù gì cũng là Thọ Dương Phi, tới bây giờ hắn ta vẫn chưa bỏ ả ta. Ý của chủ tử là phải xúi dục Thọ Dương gia đưa phi tử của ngài ấy trở về nhà. Ít nhất hắn phải làm ồn ào lên, phải làm cho bệ hạ mất mặt, làm lớn chuyện lên, người sẽ cảm thấy hết hứng thú. Nhưng nô tài nghe nói Thọ Dương gia đã từng làm ồn rồi, không có ích gì. Vậy là do bệ hạ đã che giấu lại rồi. Bây giờ trước là tu đạo, sau là lập phi, Thái Chân Phi đó chỉ thiếu một bước là tiến cung rồi. Bệ hạ còn giấu giếm gì nữa? Không còn gì để giấu đâu. Từng bước, mỗi một bước đều đâm vào trái tim của Thọ Dương gia. Chỉ cần có chút tâm quyết, ngài ấy sẽ không thể nhịn được. Rất khó nhịn. Có khi chút tâm quyết đó của hắn phải kích động giùm hắn đó. Nếu không thì tâm quyết đó cũng sẽ chết thôi. Nô tài chấp nhận thử xem sao.
Nhưng mà thân phận của nô tài còn một người nữa có thể hướng dẫn cho ngươi. Ngươi được làm hoàng hậu thì đã sao? Có bảo đảm không có kết cục như chỗ Huệ Phi hay không? Thái Tần, nghe lời biểu ca đi, buông tay đi. Nếu huynh đã không giúp muội nữa thì quan hệ của chúng ta chấm dứt từ đây. Chủ nhân. À, là như vậy. Ngươi cầm cái này giao cho ông ta, nói là muốn ông ta giúp cho ta. Chủ nhân à, ông ta là ai vậy? Nhưng giờ đã dặn, mời sửa đồ trưởng vào trong nói chuyện. Mời. Mời. Dương gia đúng là tay nghề cao. Người có tay nghề cao như Dương gia đây không có nhiều đâu. Có điều Dương phi của ngài còn sống mà, cần gì phải khắc tường gỗ. Điều này thì đạo trưởng nói sớm quá rồi. Nếu để cho nô tài nói thì Dương gia đang chuẩn bị trước. Nghĩa là sao? Chuyện này Dương gia vốn dĩ hiểu rõ nhất. Thọ Dương phi bây giờ đã là Thái Chân phi, đang ở Thái Chân quán, cho nên không thể nói được đâu. Có gì mà không thể nói được chứ, Dương gia cũng không phải người ngoài. Nếu ngươi nói đúng sự tình, không chừng Dương gia còn có thưởng cho ngươi. Đúng ra thì nô tài không nên đem chuyện này bẩm báo với Dương gia, nhưng mà nô tài ở trong cung quá tình là thấy rất chướng mắt. Ngươi từ trong cung tới à? Dạ phải. Thọ Dương phi vẫn chưa nhập cung sao? Dương gia nói rất đúng, Thọ Dương phi bây giờ là Thái Chân phi. Nếu nói là nhập cung thì vẫn chưa nhập cung. Thái Chân phi cả ngày đều ở trong Thái Chân quán, bệ hạ thì mỗi ngày đều ở bên cạnh Thái Chân phi, cho nên mới gọi là Du Long Hí Phụng, tình cảm gắn bó. Tuy nói là ngoài cái tên Thái Chân phi ra thì vẫn chưa có vị trí gì trong cung. Nhưng mà như vậy là nhập cung rồi hay là chưa nhập cung thì tới nô tài đây cũng còn chưa biết rõ. Hơn nữa, Thái Chân quán đó không thể nào xem là cung điện. Nhưng Ly Sơn có được xem là cung điện không, Dương gia? Chắc là phải. Đa tạ Dương gia chỉ dạy nô tài. Nếu nói như vậy thì Thái Chân phi đã nhập cung rồi, bởi vì người đã tới Ly Sơn. Cái gì? Nô tài chẳng qua chỉ là coi sóc chuyện xe ngựa trong cung thôi, làm sao biết được mấy chuyện này. Nhưng mà đành chịu thôi, dù cho nô tài có giả bộ như là không nhìn thấy cũng không thể được. Hả? Cái gì? Nói, người đã nhìn thấy gì? Dương gia, nô tài đang chuẩn bị nói với ngài đây mà. Dương phi đã tới Ôn Tuyền cung à? Tới Ly Sơn mà không tới Ôn Tuyền cung thì coi như mất công đi. Nàng ấy đã xuống hồ Hoa Thanh, trong đó rèm tre chúng rủ nô tài không nhìn rõ bên trong hồ. Phụ hoàng ta có phải cũng xuống đó rồi hay không? Chuyện này thì trước mắt nô tài cũng nhìn thấy bệ hạ đứng ở Hoa Thanh điện. À phải rồi, người chỉ mặc y phục tắm thôi. Sao nữa? Rồi tiến vào, bệ hạ đã tiến vào tới bức màn của hồ Hoa Thanh. Sao nữa? Không biết, dương gia chuyện ở bên trong nô tài không có nhìn thấy, không biết thật mà. Nhưng mà nô tài nghe được một vài âm thanh thôi. Âm thanh gì? Dạ không tiện nói đâu. Vậy là chuyện đó đó. Nói cho dương gia nghe chứ đâu phải nói cho người ngoài nghe. Nếu có gì phải băn khoăn. Không phải băn khoăn. Đạo trưởng, người nghĩ đi, những chuyện đó nô tài là người tịnh thân thì làm sao có thể miêu tả lại được chứ. Vậy thì người lấy một ví dụ. Âm thanh người nghe thấy hình như là tiếng gì? Thì hình như có khi giống như là tiếng chim con kêu vậy đó. Còn gì nữa? Có nhiều lúc lại nghe tiếng rên hừ hừ như tiếng heo nai. Dương gia bất nhẫn. Dương gia thứ tội. Dạ, tiếng hừ hừ đó không phải là nô tài hừ hừ. Nếu Dương gia giết nô tài thì không phải đây là oan ức cho nô tài lắm sao? Mong Dương gia minh xét. Ra ngoài hết đi. Bần đạo là giữa đường thì cút đi. Dạ. Good.
sẽ giết ngươi. Công công, ngươi là ai? Tại hạ là... Từ đâu tới, tới làm gì? Tại hạ tới vì lời mời của Ngọc Chân đạo trưởng. Ở đây không có Ngọc Chân đạo trưởng. Ở đây có phải là Ngọc Chân quán không? Đổi rồi, ở đây là Thái Chân quán. Thái Chân quán? Đi 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 đi, đi 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 đi. Ờ, ta đi đây. Đi nhanh đi. Chân quán. Ê ê, ngươi làm gì vậy? Ngươi đừng nhảy. Ê, à, nè, à, sao rồi? Hả? Ta giết Dương gia. Ta giết ả. Ngài giết ai? Ta giết ả rồi. Ta giết ả. Ngài giết ai hả? Ngài nhìn kỹ đi. Ngài nhìn kỹ xem ta là ai nè. Ta giết ả rồi. Ngài giết ai? Ta giết ả rồi. Ta đã giết ả rồi. Ngài nói đi. Ngài giết ai? Ngài giết ai? Ta biết rồi. Hả? Hả? Ngươi cùng bọn với ả. Ta giết ả chính là giết ta. Ta cũng không muốn sống nữa. Ngươi, ngươi, ngươi hãy giết Bổn Dương đi. Ngươi giết Bổn Dương đi. Giết Bổn Dương đi. Ngươi giết bình tĩnh đi. Giết đi. Bình tĩnh lại đi. Ngài tỉnh lại đi. Ngài sao vậy? Có ai không? Không! Hả? Tiểu Nhị? Gì? Mau tìm Lan Trung giúp ta. Càng nhanh càng tốt. À, được, 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 được. Sao rồi? Khi nóng vào tim, phải hạ quả trước đã. Cũng không có gì đáng ngại.
Để ta kia đây. Nè nè nè, khoan đã. Bốc thuốc nấu thuốc xin nhờ ông làm hết. Cái phòng này tạm để cho ông dùng cho tới khi trị khỏi mới thôi. Được, đa tạ đa tạ. Vậy ta đi bốc thuốc trước. Đi nhanh về nhanh nha. Được. À đây 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 đây, Thế An tới rồi đây. Đây, mời cái gì khách qua đây đi. Xin mời mời cái gì. Vô đi. Dạ được rồi. Rồi Lý tiên sinh tới rồi. Dạ được. Đó liền. Hồi nãy Lý tiên sinh cổng Lan Trung à. Hồi nãy nhờ các người kêu giùm đã coi chừng rồi, là bị cấm quân trên núi cấm đánh phải không? Mấy ngày nay đánh mấy người rồi đó, bệ hạ đã cấm núi mà vẫn có người muốn chết, cố lên cho bằng được. Người có biết là tại sao bệ hạ lại cấm núi không? Lý tiên sinh không biết thật à? Năm trước nhận được lời mời của Ngọc Chân công chúa ở Ngọc Chân quán, nói tháng này mẫu đơn nở đẹp nhất, mời ta lúc này vào núi ngắm hoa. Đâu chỉ có một mình ngày tới. Phải. Những văn nhân đó đều là Ngọc Chân công chúa mời tới. Nhưng mà tiểu nhân đoán là khi Ngọc Chân công chúa gửi lời mời thì Thái Chân phi vẫn chưa có tới. Ngọc Chân quán cũng chưa là Thái Chân quán. Thái Chân quán? Trong quán có Thái Chân phi. Thái Chân phi năm trước còn là Thọ Dương phi. Cái gì? Nói nhiều rồi. Lý tiên sinh ở đây thêm vài ngày nữa là sẽ rõ hết thôi. Khách quan tới rồi sao? Mời vào trong. Mời vào trong. Là ở trọ hay là ăn cơm vậy? Ăn cơm. Được ăn cơm hả? Mời. Ở đây có rượu ngon món ngon, rượu ngon thượng đẳng.是陛下恩虑，让我先管后宫，这后宫的规条呀，妹子可以宽进宽出，可姐姐我就不能这么着。奴才亲眼看到，李白竟不太真娘子行在，他俩还真有道一块去。别仗义气了，面就乱了风寸。赶紧得让陛下知道。让陛下亲自去捉奸。那是什么？有人要陷害臣妾，我们要扬花吗？为妃今晚侍寝，这个宴会怎么没开二度？为一旦他抓住机会，他的敌人那是要完蛋。我倒要看看是谁失了我。看我们不管他的皮，只要机会，门妃是不会让你玉环节多传一口气。一旦朝中有了机会，可痛下杀手，让他死于葬身之地。有句话要记住，以其人之道还其人之身。 有句话要记住，以其人之道还其人之身。论手段，没主子；你还能顶？你不是来预警的，你是来挑战的。在太真娘子的背后，还有高力士。你吓不住我。我不是来吓唬你的。一号奥。 dân cẩm hà thường quyên thúy nhân. Bạch Hoa Đề thủ bái phương trần. Quả là hay á, các vị cứ nghĩ xem. Trong núi Thái Chân có Thái Chân quán, trong Thái Chân quán có Thái Chân phi. Có thể lọt vào mắt của đương kim bệ hạ thì đương nhiên là vua của trăm hoa rồi. Nè, có điều niên huynh bài thơ này vẫn còn có chút ngượng ngùng. Bài thơ của ta hả? Thì thẳng thắn bày tỏ luôn, lạc tận tàn hồng thủy thổ phương, dài danh quán tắc bách hoa dương, cánh khoa thiên hạ vô sông diễm, độc lập nhân gian đệ nhất hương. Hay cho bách hoa dương, hay cho đệ nhất hương, không biết là ai có diễm phúc đó, được ôm hoa kia vào trong lòng, có ai không yêu hoa mẫu đơn, là vật tinh hoa của kinh thành, ngỡ là tiên nữ chốn Trường An, dáng vẻ kiêu sa nhuộm ráng chiều. Liên huynh, sao lại khoa trương như vậy? Hai chữ ráng chiều đó cô huynh, có phải muốn nói đến sự tận cùng? Nhưng mà thơ mẫu đơn như chúng ta, nếu trước mặt Ngọc Chân công chúa, thì không nên đọc ra. Công chúa là hoàng cô của đại đường ta, mời chúng ta tới thưởng thức mẫu đơn, ngâm vịnh hoa dương. Chúng ta dù sao cũng là khách, nếu như ám chỉ quá nhiều, sợ là sẽ đắc tội với chủ nhân đó. Ngọc Chân quán không còn, nay đã là Thái Chân quán. Ngọc Chân công chúa sợ là đã quên chuyện này từ lâu rồi. Trong Thái Chân quán sợ chỉ có ráng chiều chiếu rọi hồng mẫu đơn thôi. Ngoài thêm ảo não hồng mẫu đơn, chiều muộn chỉ sót hai nhánh tàn.
Nhưng trào gió thổi bay đi hết, đêm về thương tiếc thắp lửa hồng. Còn nói là người khác quá ám chỉ nữa. Còn huynh, đêm về thương tiếc thắp lửa hồng vậy là sao? Tới nửa đêm còn bò dậy thắp lửa đèn để ngắm mẫu đơn thêm chút nữa, tại sao vậy? Chính là ngắm chừng nào hay chừng đó thôi. Chết rồi. Dạ phải, chính mắt nô tài nhìn thấy Thọ Dương gia toàn thân đầy máu, từ Thái Chân Quán trèo tường mà ra như điên như dại, cầm dao ngắn đâm loạn xạ vào Lý Thái Bạch, còn luôn miệng la ta giết ả rồi. Tốt, đúng lòng trời giúp ta. Chủ tử, chủ nhân. Gì vậy, sao lại hốt hoảng vậy? Chủ nhân, Lý Thái Y tới Thái Chân Quán rồi, nói là Thái Chân Phi sợ là không tự nhốt mình nữa, đã ra ngoài ngắm mẫu đơn. Bệ hạ truyền người y phòng kêu Thái Y chuẩn bị sẵn, sợ có điều gì bất trắc. Vậy là ta chưa chết. Ai chết vậy? Nhưng mà nô tài chính mắt nhìn thấy Thọ Dương gia. Nô Thái Y tới đạo quán lúc nào vậy? Mới đây thôi. Từ lúc ngươi nhìn thấy Thọ Dương gia cho đến bây giờ cũng đã hơn nửa ngày trời rồi. Nếu Thái Chân Phi thực sự đã chết thì trong cung không phải nháo nhào lên rồi hay sao? Cái gì? Người nói là Thái Chân Phi chết rồi hả? Thật là nói bậy mà. Dạ, sợ là nô tài nhầm lẫn. Nhưng mà chính mắt nô tài đã nhìn thấy Thọ Dương gia toàn thân đầy máu, điều đó là thật. Còn có một chuyện nữa là Lý Thái Bạch cũng đã lên núi Thái Chân rồi. Hắn lên núi thì đã sao? Hôm trước chủ nhân nói Lý Thái Bạch không có ở Trường An, cho nên chuyện tình ái của hắn và Thái Chân Phi không thể dùng được. Nhưng mà bây giờ Lý Bạch lên núi chính là tình cũ khó quên, nhưng mà vẫn chưa đủ. Phải làm cho hắn và Thái Chân Phi tình cũ trở lại. Tốt nhất là phải bắt ngay tại trận. Nhưng núi đang bị cấm, người ngoài đều không thể vào được. Thật ra nếu muốn lên núi qua cửa, mấy cấm quân gác đường lên núi đó vốn dĩ không là gì hết. Vậy thì để cho hắn ta vào, đây gọi là mời ngài vào rõ. Dạ. Dương gia tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Dương gia à, bọn Dương giết ngươi. Thôi được rồi, bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh lại đi. Dương gia, với bộ dạng này của ngài, ngài còn giết ai được chứ? Huynh là Thái Bạch huynh. Ta đem Ngọc Hoàng phó thác cho ngài, không ngờ ngài là thứ vô dụng như vậy, không chăm sóc tốt được cho nàng ấy. Không lẽ là ta sai? Tuyệt đối không phải nàng ấy sai. Vậy huynh nói lại đã sai? Chuyện này ta đang muốn hỏi ngài đó. Thôi được rồi, chuyện này rồi ta sẽ làm rõ ràng thôi. Nếu bây giờ ngài đã không sao rồi thì mời ngài đi. Ở đây là quán trọ dưới chân núi Thái Chân. Vậy ta không chết, ta sẽ ở lại đây. Ngài là Dương gia của Dương phủ của mình, ngài ở đây làm gì? Dương phủ thì có ích gì? Dương phi đã mất rồi. Mình biết không, hôm nay bổn Dương đã giết ả, còn ngài làm cho cả người đầy máu. Làm sao mà huynh biết? Thì ra người ở bên ngoài Thái Chân Quán cũng là huynh. Huynh thấy hết rồi sao? Ngài đã làm gì ở đó thì ta không thấy, nhưng sau đó ta hỏi Lan Trung, máu trên người ngài là máu chó. Bổn Dương vừa vào tới đạo quán thì một con chó chạy tới, bổn Dương không còn cách nào mới giết nó, sau đó trốn ra ngoài. Làm sao bổn Dương lại giết Dương phi của mình chứ? Không thể nào. Bổn Dương không thể giết nàng ấy. Bổn Dương muốn giết một người khác. Ngài có gan đó sao? Sao hả? Xem thường bổn Dương à? Ngươi nghĩ bổn Dương sẽ chết sao? Cho người biết ta không có sợ. Ép ta quá, cha mẹ ruột ta cũng giết nữa. Ê, ngài làm như vậy là giết vua giết cha, tội không thể tha đó. Nếu vua cha loạn luân, lẽ nào không được giết? Lý Bạch ta không hiểu cái gì là loạn luân hay không loạn luân, nhưng đối với ta quan trọng nhất là muốn biết người Ngọc Hoàng thực sự yêu chính là ai. Người nói đi. Xem ra chuyện này ta chỉ có thể sau này đích thân hỏi Ngọc Hoàng thôi. Lời bổn Dương nói giờ không tin à? Không tin. Vậy nói lùi một bước, Dương phi của ta nếu thực sự không yêu Dương gia của nàng ấy nữa. Không yêu càng tốt. Bổn Dương là Dương gia của nàng ấy, là tướng công, là chủ nhân của nàng ấy mà. Đối với Lý Bạch ta, Dương gia, tất cả điều đó không quan trọng. Không quan trọng.
Ngươi định đi đâu? Ngài đã muốn ở đây thì ta đành phải đi thôi. Ngươi còn muốn vào núi à? Cũng có thể là vậy. Vào núi không thể đi đường chính. Dương gia, ta phải cảm ơn ngài đã nhắc nhở ta. Lý Bạch ta trước giờ không thích đi đường chính. Ra rồi. Thái Chân Phi xuất quan rồi. Ngọc Quan tỷ tỷ xuất quan rồi. Thái Chân Phi 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 xuất quan rồi. Lão ông, Thái Chân Phi xuất quan rồi. Bệ hạ, Thái Dân Phi xuất quan. Thái Dân Phi xuất quan rồi. Bệ hạ cẩn thận. Chủ nhân, Thái Dân Phi xuất quan thật rồi. Ngọc Hoàng tỷ biết không, Lạc Dương muội cũng từng tới. Người ta nói mẫu đơn ở đó đẹp nhất, nhưng mà muội thấy hoa mẫu đơn ở Trường An còn đẹp hơn ở đó. Ngọc Hoàng tỷ, muội nghe nói Ngọc Chân đạo trưởng vốn là người thích náo nhiệt, người vốn đã triệu tập cái gì gọi là mẫu đơn thi hội gì đó. Thi hội không phải sao? Nghe nói đã khiến lũ lượt từng tốt văn nhân tới xem hoa mẫu đơn, vừa xem vừa làm thơ, ngâm thơ. Ta là một bài, huynh là một bài. Nếu là thi hội, có thể huynh ấy cũng tới. Tới không được đâu, bây giờ tất cả đều không tới được rồi. Đã qua bao nhiêu năm rồi, nhưng mà đạo trưởng đã hết hứng thú rồi. Tiếc thật. Muội nói nè Ngọc Hoàng tỷ, huynh ấy tới không phải chuyện tốt gì đâu, huynh ấy là sự phiền phức. Đây là bánh bột bắp thơm của nhà ai mà cũng không nỡ cho người ta ăn chứ. Đừng nói bậy. Mây tưởng si mi, hoa tưởng người. Gió xuân phản phất tỏa hương hoa. Có phải đầu núi thấy người ngọc, trăng lặng giao đài hẹn tương phùng. Thơ của Thái Bạch huynh càng ngày càng hay rồi. Hay cái gì mà hay, ban ngày ban mặt trăng ở đâu ra, còn hẹn tương phùng nữa. Người không hiểu đâu. Hay. Đã lâu rồi không được nghe thơ hay như vậy. Còn muốn gặp Ngọc Hoàng tỷ tỷ sao? Phải gặp bệ hạ trước đi đã. Xin hỏi vị huynh đài là... Họ Lý tên Tam Lan, nhạc sư Lê Viên. Nè, Ngọc Hoàng tỷ tỷ. Hân hạnh, trong tay hắn có cầm binh khí. Có Ngự Lâm Quân sợ cái gì? Dạ. Mây tưởng xiêm y, hoa tưởng người. Không biết là huynh đài làm sao nghĩ ra được lời thơ hay như vậy. Thật là tuyệt diệu. Tuyệt diệu lắm. Thật là tuyệt diệu. Cũng không cần nghĩ đâu. Hả? Tức cảnh sinh tình thôi mà. Phải. Đúng là đã có cảnh sắc đẹp. Nhưng mà
nếu như không thể tức cảnh thì cũng khó mà sinh tình được. Thật ra tình có trước cảnh, dù là cảnh đẹp đầy núi, nếu như vô tình thì cũng là không cảnh. Cho nên cảnh từ trong lòng. Hay cho câu cảnh từ trong lòng. À, dám hỏi tiên sinh cao danh quý tánh. À, không dám không dám. Tiên của rượu chính là tại hạ. Huynh chính là Lý Thái Bạch tiên sinh. Chính phải. Hân hạnh hân hạnh. Không dám. Thái Bạch tiên sinh nghe tiếng đã lâu. Lần này gặp mặt, xin cùng Thái Bạch tiên sinh dùng rượu tương hội. À, hay là tới mẫu đơn viên bên đó lên trầm hương đình được không? Được. Mời. Mời quý đại. À, nè, nhanh đi, nhanh đi, trầm hương đình bày tiệc rượu. Dạ. À, Thái Bạch huynh, mời. Mời. À, rượu tới nhanh vậy sao? À, tiên sinh là tiên của rượu mà. Rượu dám không tới sao? Mời. Mời. Danh tiếng của Thái Bạch huynh vang dội như sấm, hôm nay tương phùng là phúc ba đời của ta. Mời tiên sinh. Mời huynh đài. Sớm đã muốn mời tiên sinh về Trường An, vào Hàng Lâm Viện của đại đường ta. Để làm gì? Thì làm quan chứ làm gì. Trong Hàng Lâm Viện ta làm quan gì? Phụ trách về thơ văn. Vậy ta hiểu rồi. Nghĩa là cả ngày ở bên cạnh hoàng đế làm thơ. Ừ, đúng vậy. Sao vậy? Tiên sinh không muốn à? Như vậy thì cũng vinh quang đâu. Ờ, phải đó. Đó chính là tước quan ngũ phẩm. Ừ. Nhưng nếu như vậy, Lý Bạch sẽ không thể làm thơ được nữa. Hả? Tại sao vậy? Thơ nịnh bợ, Lý Bạch không viết được. À trời, Thái Bạch tiên sinh tại sao lại nói như vậy chứ? Không lẽ cứ vào Hàng Lâm Viện thì là thơ nịnh hết hay sao? Mời huynh đài kiểm tra xem thơ Hàng Lâm Viện đại đường ta trăm năm nay có bài thơ nào không phải nịnh bợ. Để ta nghĩ xem. Hình như là có hai câu thơ như vậy. Cộng mộc ân ba phụng trì thượng, trao trao những hàng thị quân dương. Hai câu thơ này á, bình thường đọc lên cảm thấy rất hay. Hôm nay bị Lý Bạch tiên sinh lây nhiễm, đọc lên hình như có chút mùi vị nịnh bợ đó nha. Huynh đài minh giám, huynh đài cũng giỏi lắm chứ. Loại thơ nịnh bợ như vậy mà cũng nhớ được, lại còn đọc ra được nữa hả? Cho nên chỉ có người giống Lý Bạch huynh, thiên tử mời gọi không lên thuyền, chỉ đem thơ đi khắp thiên hạ mới viết ra được thơ hay. Thơ hay thì không dám nhận, nhưng là chân thơ. Câu này nói rất hay á. Bày hết chân tình, vàng đá cũng nát. Nếu như vàng đá không nát là bởi vì chân tình chưa đủ. À, tiên sinh, mời. Mời huynh đài. Mời. Lý Bạch tiên sinh lần này tới Trường An là vốn là nhận lời mời mà tới thôi. À, Ngọc Chân đạo trưởng ngàn dặm đưa thiệp, hẹn Lý Bạch ta tháng 4 tới Trường An tham gia mẫu đơn thi hội. Ồ, hay lắm, hay lắm. Ai ngờ hoàng đế cấm núi, hoàng cô cũng khó cải ý của hoàng huynh, nên thi hội bị bãi bỏ rồi. À, phải ha. Đúng là có chuyện thay đổi bất ngờ. Huynh đài chắc cũng nghe nói rồi. Đương nhiên, chính là để cho Thọ Dương Phi biến thân. Trước là đổi tên núi Ngọc Chân, rồi lại đổi bản Ngọc Chân Quán. Tiếp tới là để Thọ Dương Phi, trước là tu đạo sau thành phi. Tiếp theo sợ là sẽ tiến cung. Thái Bạch tiên sinh nghĩ sao về chuyện này chứ hả? Thì cũng chẳng có gì. Vậy chẳng phải không có danh phận sao? Trong lòng Lý Bạch ta không có cách nói danh phận. Người bình thường khi xuất giá đều muốn có danh phận. Huynh đài có suy nghĩ khác lạ vậy? Quả nhiên khác với người thường. Có tình vô tình mà thôi, cần gì đem danh phận vào chứ. Có câu
Hữu tình thiên lý lai tương hội, vô tình đối diện bất tương thức. Chính là chuyện này. Nam nữ có tình, có kết đôi được không? Không cần nói tới. Nam nữ có tình, động dao động kiếm giành lấy tình yêu, sức đầu chảy máu. Loại tình cảm đó, Lý Bạch ta dùng thơ ngâm dịnh, dùng ca tán dương, không cần bàn cãi. Huynh đài nói vậy đúng là rất hợp ý ta. À, phải cạn ly vì câu nói này á. Mời. Mời. Hồi nãy huynh đài nói nam nữ chỉ cần có tình, có kết đôi hay không, không cần nói tới. Nhưng mà chênh lệch tuổi tác quá xa thì sao? Vậy thì cũng không cần phải nói tới. Ờ, nhưng mà có người nói là trâu già thì thích gặm cỏ non. Cỏ non đó có ngon không? Ờ, ngon á. Ngon thì cứ ăn đi. Không cần phải thấy ngại sao? Ăn không được nho mới nói là nho chua. Lý Bạch tiên sinh, thật không ngờ huynh thơ viết cũng hay, kiến thức lại càng cao. Không có kiến thức làm sao mà viết thơ hay được. Ờ, phải phải phải. Lý Bạch tiên sinh đúng là lòng dạ rộng mở. Nhưng ta cũng từng nói một câu khác, hai người bên nhau phải trọng chân tình. Ờ, phải. Đương kim bệ hạ có cả thiên hạ, lẽ nào lại vô tình? Huynh đài sai rồi. Đương kim bệ hạ đúng là có cả thiên hạ, nhưng lại vô tình. Thái Bạch tiên sinh tại sao lại nói như vậy? Người ta đồn đại cái gì mà Thái Chân Phi tu đạo thành phi, cái gì mà tiếng xấu hoàng thất, cái gì trâu già cỏ non, Lý Bạch ta cũng đều chỉ nghe cho rồi xem như gió thổi qua tai. Chỉ quan tâm có phải lấy chân tình đối đãi chân thành hay không. Đối với hai chữ đó, đương kim bệ hạ cũng rất là chân thành. Huynh đài là sai rồi. Dám hỏi huynh đài, chân tình là gì? Chân tình chính là tình cảm chân thành. Lấy Thái Chân Phi ra nói, ý của huynh đài là đương kim bệ hạ có tình nghĩa với nàng ấy. Điều đó còn cần phải nói sao? Tình cũng thật, nghĩa cũng tận. Đương nhiên. Vậy Lý Bạch ta dám hỏi huynh đài, hậu cung của đương kim bệ hạ rốt cuộc là có bao nhiêu phi tần vậy? Thái Bạch tiên sinh, tại sao lại hỏi vậy? Ta nghe nói ít nhất cũng có 3,000 phi tần, ngoài ra còn có vô số cung nữ. Xin hỏi huynh đài, phải hay không phải? Vậy thì đã sao? Lý Bạch ta còn nghe nói đương kim bệ hạ sinh được 26 vị hoàng tử và 25 vị công chúa. Đó là bệ hạ có phúc khí. Nhưng điều Lý Bạch ta muốn thỉnh giáo huynh đài, 26 vị hoàng tử của bệ hạ và 25 công chúa cũng với 51 con cháu, hoàng tử nào do vị phi nào sinh ra, công chúa nào do vị tần nào sinh ra, hoặc là trong lòng hoàng đế có thể biết được từng sủng hạnh cung nữ nào khiến cung nữ đó mang thai long tử hoặc là long nữ, nhưng mà long tử long nữ đó là do cung nữ nào trong cung sinh ra, hoàng đế bệ hạ có nói được không? À, người người có thể không? Người sợ là không nói được. Vậy thì đã sao? Đương kim bệ hạ có thể cùng với các phi tần cung nữ sinh ra con cái, mà lại không nhớ được các con của người là do vị phi tần và cung nữ nào sinh ra. Cũng không phải là hoàn toàn không nhớ. Thậm chí không nhớ được tên của các phi tần cung nữ đã sinh ra con cái cho mình. Bọn họ có người còn không có tên mà. Đối với phi tần và cung nữ cực khổ sinh con cho mình, mà đã như vậy thì những phi tần và cung nữ chưa được sinh hoàng tử và công chúa thì sao đây hả? Đương kim bệ hạ có thể nhớ được tên của mỗi người bọn họ không? Có thể có chút chân tình nào với họ hay không? Lý Bạch muốn thỉnh giáo huynh đài, một vị hoàng đế như vậy thì có tư cách gì để nói tới chân tình chứ? Chỉ làm nhục hai chữ chân tình thôi. Không có chân tình có thể sinh ra nhiều con cái vậy sao? Đó là tính, không phải tình. Lý Bạch huynh à, trong lúc huynh long điên phụng đảo, có thể phân biệt rõ được đâu là tính, đâu là tình không? Cho dù ở trên giường cũng không phân biệt được thì ở dưới giường cũng phải phân biệt được. Ngươi sao hả?
Hôm nay hôm nay chúng ta cùng gặp nhau có thể nói là chuyện hiếm có. Nhưng nếu nói không hợp nhau thì cũng mất hứng thôi, mất hứng hết rồi. Xem ra Lý Bạch ta và đương kim bệ hạ không có khúc mắc gì, chỉ có chuyện này liên quan tới Thái Chân Phi, cho nên Lý Thái Bạch ta mới không ngăn lời được. Lẽ nào Lý Bạch huynh quen biết với lại Thái Chân Phi? Đã từng có duyên. Không biết là duyên phận gì. Chuyện này không nói thì hơn, để khỏi phụ cảnh đẹp của Trầm Hương Đình và Hoa Mẫu Đơn. Không lẽ lại là nhân duyên? Giả như từng có nhân duyên, muốn được tiếp nối tiền duyên, dù đối thủ có là Lão Thiên Dương, Lý Bạch ta cũng không nhường nhịn. Lý Bạch tiên sinh, Lão Thiên Dương thì xa xôi khó tìm, nhưng đương kim hoàng thượng thì không phải nhỏ đâu. Vậy thì đã sao? Đương kim bệ hạ có quyền định đoạt sự sống chết. Dành nữ nhân không dựa vào điều đó. Vậy dựa vào đâu? Vừa rồi ta đã nói, dựa vào chân tình. Nếu muốn tranh nữ nhân với thiên tử, dùng những thứ khác thì vô dụng. Còn tranh về tình, Lý Bạch ta nắm chắc phần thắng ở trong tay. Lý Bạch tiên sinh, sự ngưỡng mộ của Tâm Lan đối với huynh lại tăng thêm rồi. Vậy sao? Lý Bạch tiên sinh nói lời không thẹn thiên hạ vô song. Ta phải nhờ huynh đài chuyển lời tới bệ hạ, Lý Bạch ta nếu muốn giành nữ nhân với người thật, tới lúc đó ta nhất định sẽ thật sự tranh giành, quyết không nhường nhịn. Lý Bạch huynh à, lời nói đó của huynh làm sao ta chuyển lời được? Đó là lời nói đùa. Huynh nói đùa. Nếu huynh đài đã nói là nói đùa thì sẽ là nói đùa. Thôi uống rượu đi. Uống. Nè, rót rượu. Mời. Mời. Bệ hạ, A Mang đâu? Lão nô nhìn thấy cô ta ra khỏi cửa. Con Ngọc Quan, người đã dặn dò lão nô lại kêu lão nô lấy ra mười mấy tượng tơ lụa, sau đó lại tự nhốt mình vào trong tẩm thất rồi. Tơ lụa? Ngọc Quan muốn may y phục sao? Dạ chắc không phải, lão nô không có hỏi. A Mang trở về, trẫm lập tức gặp cô ta. Tuân chỉ. Nhất chi hồng diễm lộ ngưng tương, dân vũ du sơn uổng đoạn trường, tá dứng hán cung thùy đắc tự, khả liên phi yến ỷ tân trang. Viết chữ hả? Aman, Ngọc Hoàng kêu cô tới. Ngọc Hoàng tỷ tỷ, không có ý đó đâu. Cho huynh biết nha, năm xưa huynh đi không từ biệt Ngọc Hoàng tỷ tỷ, giận lắm đó. Giận nhiều năm như vậy, cơn giận cũng lớn thật. Hả? Aman à, là cô giận lên phải không? Hả? Tại sao tôi phải giận lên? Ta cho huynh biết, bây giờ thời thế loạn lạc, Ngọc Hoàng tỷ tỷ tiến thoái lưỡng nan, đang trong thời khắc quan trọng, huynh đừng có phá rối à nha. Ta hiểu rồi, cô tới tìm ta là vì mục đích này. Ta chỉ nhắc nhở huynh thôi. Cô sợ ta kéo Ngọc Hoàng đi mất khỏi hoàng thượng phải không? Năm xưa khi Ngọc Hoàng tỷ tỷ ở bên cạnh Thọ Dương gia chờ huynh tới thì huynh lại tự bỏ đi mất. Bây giờ Ngọc Hoàng tỷ tỷ trong lòng đã không còn huynh nữa, huynh lôi kéo cũng vô dụng thôi. Lý Bạch ta là người thế nào? Cô biết rồi mà. Phải, lột da huynh ra ta cũng nhận ra huynh là ai. Ta thích nhất là làm chuyện không thể tưởng tượng được. Đó là chuyện gì? Ta cho cô biết, chuyện năm xưa ta làm được thì ta lại không hứng thú. Bây giờ chuyện ta không làm được thì ta nhất định phải làm thử. Nè huynh, huynh ăn no rồi phát khùng hả? Những gì ta muốn nói với Ngọc Hoàng đều ở trong này hết, nhờ cô đem về đưa cho nàng ấy. Đây là gì? Hai dòng chữ thơ ngắn. Ta biết là thơ rồi, ta muốn hỏi là ước tới đâu thôi. Ước tới đâu?
Cô nói ước tới đâu hả? Trọng nhiều lần muốn giao cho quan địa phương thu thập thơ của Lý Thái Bạch, nhưng một là Lý Thái Bạch hành tung bất định, hai là các quan địa phương vô dụng, không tìm được một bài nào cho Trọng. Nhưng hắn vừa nhìn thấy Ngọc Hoàng là viết ra được 3 bài thơ. Bệ hạ, không phải Aman đã nói với bệ hạ rồi sao? Lý Bạch đó và Ngọc Hoàng tỷ tỷ không phải là giao tình bình thường, mà là quen nhau từ nhỏ đó. Nhỏ đó. Mới giống tưởng mẫu đơn thi hội bãi bỏ, không ngờ tới một mẫu đơn thi dương nữa. Văn huynh, mười tự nói với huynh, 3 bài thơ mẫu đơn này phải nói là cổ kim, không ai bì được cả. Ừ, phải. Ờ, ghê gớm như vậy sao? Là thơ hay. Mây tưởng sim y qua tưởng người, là khi hắn nhìn thấy Ngọc Hoàng buộc miệng đọc lên. 2 bài sau là hắn biết sau khi biết Trẫm là thiên tử đại đường, cho nên... Đúng đó. Lúc đó bệ hạ đưa hắn ra khỏi Trầm Hương Đình, Aman đột nhiên thấy hắn quay lại, mượn giấy bút của tiểu đạo sĩ, sau đó ở đó múa bút viết. Người này luôn là như vậy đó. Đột nhiên ý thơ dâng trào, cô không cho hắn viết, hắn sẽ chết luôn đó. Cho nên hắn mới có câu thơ như vậy: cả liên phi yến ỷ tân trang. Là có ý gì vậy? Con yến đó bay trên trời, tại sao lại đáng thương chứ? Aman, cô đem về cho Ngọc Hoàng xem, mụi ấy sẽ giải thích cho cô nghe. Aman, đây chính là ý của Trẫm. Ngươi đem thơ đưa cho Ngọc Hoàng, xem nàng ấy có thái độ như thế nào. Trẫm sẽ biết được tâm ý của Ngọc Hoàng. Cái tên này đúng là ước ác thật. Tới bệ hạ cũng lao không khô, mà phải chờ Ngọc Hoàng tỷ tỷ lao chung mới được. Nhưng mà bệ hạ, ngài phải giải thích sơ qua cho Aman biết. Nếu không, Aman tới chỗ của Ngọc Hoàng tỷ tỷ, trong đó chỗ nào không hiểu sẽ thấy ngại lắm. Được, Trẫm sẽ giải thích sơ qua cho ngươi. Bài thứ nhất của hắn, câu thứ hai: tá dấn hán cung thùy đắc tư, trả liên phi yến ỷ tân trang. Hán cung chính là muốn nói tới đời Hán, là triều nào đời Hán, chính là triều của hán thành đế Lưu Ngạo. Thành đế Lưu Ngạo. Phi yến chính là chỉ hoàng hậu của hán thành đế Triệu Phi Yến. Theo hán thư ngoại thích truyền ghi chép lại, Triệu Phi Yến hát hay và múa giỏi, thật giống với Ngọc Hoàng tỷ tỷ. Có một lần hán thành đế cải trang di hành gặp được Triệu Phi Yến đó. Thật là giống như bệ hạ gặp Ngọc Hoàng tỷ tỷ vậy. Hán thành đế vô cùng yêu thích Triệu Phi Yến, muốn triệu nàng ta vào trong cung. Triệu Phi Yến liền bày kế kích thích lòng ham muốn, mời tới 3 lần cũng không nhập cung. Ngọc Hoàng tỷ tỷ không có lòng dạ đen tối vậy đâu, tỷ ấy là khó xử thật, cho nên tới bây giờ vẫn chưa chịu hứa với bệ hạ. Trẫm biết, trẫm biết. Chính là như vậy, Triệu Phi Yến cuối cùng đã tiến cung, hán thành đế phong nàng ta làm hoàng hậu, kể từ đó ngày ngày sủng hạnh. Vậy trong bài thơ này của Thái Bạch huynh, tại sao nói nàng ta đáng thương? Triệu Phi Yến còn có một muội muội tên Triệu Hợp Đức. Nghe nói Triệu Hợp Đức so với tỷ tỷ của mình lại xinh đẹp hơn, vì vậy hán thành đế liền triệu nàng ta vào trong cung, phong cho làm chiêu nghi. Trẫm nghĩ là Lý Bạch có thể vì chuyện này cho nên mới nói Phi Yến đáng thương. Còn một điều nữa, hán thành đế sau cùng đã chết trên giường của Triệu Hợp Đức. Triều đình chấn động, triều thần phê phán Triệu Thị gây họa, Triệu Hợp Đức bị ép phải tự sát. Đúng là đáng thương. Tân hoàng kế vị, Triệu Phi Yến được phong làm hoàng thái hậu, nhưng 6 năm sau Dương Mãn xoán ngôi, Triệu Phi Yến bị ép treo cổ tự vẫn. Vậy Triệu Phi Yến càng đáng thương hơn. Vậy Thái Bạch huynh tại sao lại viết chuyện đó vào trong thơ? Gọi là ý nghĩa ám chỉ chính là ngầm ý mà chê bai. Hắn chê bai ai?
chê bai Ngọc Hoàng đi theo trẫm, sau này sẽ giống như Triệu Phi Yến, Triệu Hợp Đức. À, thâm độc thật. Đệ hạ, đây không chỉ là chê bai mà còn là trù rủa. Trù rủa Ngọc Hoàng tỷ tỷ không có kết cục tốt, sao hắn có thể làm vậy được? Trẫm vì Ngọc Hoàng, những gì nên làm đều đã làm rồi. Ở giữa lại ngăn cách bởi rào cản luân thường, nhưng trẫm lại không muốn ép buộc Ngọc Hoàng. Thật ra người đang rối bời phải là trẫm. Chuyện này chưa hết, lại tới thêm một ly thai bạch. Phải, đây gọi là cửa trước sói đi cửa sau hổ tới. Trẫm thật sự thấy nản lòng. Đệ hạ, xin người đừng nản lòng. Ngọc Hoàng tỷ tỷ không phải là loại người không có tình cảm. Người đợi tỷ ấy vượt qua rào cản này đã. Qua rào cản này lại tới cái khác. Thôi đi, người cứ đem hai bài thơ này tới cho Ngọc Hoàng xem, xem nàng ấy hiểu nó như thế nào. Đó mới là chuyện quan trọng. Được, mọi người chờ đi, Aman sẽ đem tới cho tỷ ấy. Ngọc Hoàng tỷ tỷ, so với tỷ, muội đúng là thua tỷ ở cái khoản múa bút này. Phải đó. Nè nè, tỷ khoan để xuống đã, muội còn cái này nữa. Là nét bút của bệ, của Lý Tam Lang. Nhìn ấy là viết bài nữa. Hai bài đó. Ngọc Hoàng tỷ tỷ, tỷ đọc ra được gì không? Muội đang hỏi tỷ đó. A Mang, đem cuộn lụa màu vàng và màu xanh tới đây giùm tỷ. Được. Nghe nói hai bài thơ này của huynh ấy rất là đặc biệt. Huynh ấy đang châm biếm tỷ đó. Để ở đó đi. Ở đâu đây? Đâu có chỗ. A Mang, giúp tỷ bưng ghế qua đây. À, như vậy hả? Giúp tỷ lấy cái này. Ngọc Hoàng tỷ tỷ, tỷ đang làm gì vậy? Để lên trên. Ngọc Hoàng tỷ tỷ à, tỷ thông minh thật đó. Ném qua đó. Cũng may là xin lão ôm được mấy cuộn lụa, nếu không thì đúng là không đủ dùng. Không lẽ tỷ muốn viết hai bài thơ đó của Thái Bạch Huynh cho thật lớn như vậy sao? Muội nói đúng rồi. Thơ của Thái Bạch Huynh trước sau đều không ai sánh được. Nếu không viết thành lớn như vậy thì thiệt thòi cho thơ lắm. Ngọc Hoàng tỷ tỷ, tỷ viết thật sao? Tỷ không nhìn ra được ý tứ thâm thúy trong đó hay sao? Huynh ấy nói tỷ là Triệu Phi Yến, còn nói tỷ là muội tử gì đó của Triệu Phi Yến tên là Triệu Hợp Đức. Hai người đó cùng hầu hạ hoàng thượng lúc bấy giờ, kết quả đều bị ép chết. Thái Bạch Huynh viết loại thơ này cho tỷ, huynh ấy không có ý tốt gì đâu. A Mang, thật làm khó cho muội rồi. Những lời như vậy thật ra muội không thể nói được. Có người dạy muội. Muội cần gì phải có người dạy chứ. Thật ra những chữ trong đó muội cũng biết vài chữ. Hơn nữa khi Thái Bạch Huynh viết ra muội cũng có ở đó, chính mắt muội nhìn thấy. Nhưng ý tứ trong đó là có người dạy muội, muội không thể hiểu được. Ơi, cứ cho là có người dạy muội thì người ta cũng không có ý xấu. Người ta là sợ tỷ chỉ cần là đồ vật của Thái Bạch Huynh thì sẽ là ngàn vạn điều tốt, vốn dĩ không hề để ý thứ huynh ấy đưa cho muội là gì. Ngọc Hoàng tỷ tỷ à, con người này cũng đã thay đổi rồi. Trước đây có thể Thái Bạch Huynh từng tốt với tỷ.